gừng. Vừa làm mắm gừng nha, chị chua. Mắm gừng cá chê. Cá chê này là cá chê ở ngoài sông nè. Có mấy người ta đi đặt lú nè. Quá trời ngon à. Cá chê nó vàng ươm luôn. Lớp sa tế nướng. Trời ơi, ăn cái nó béo. Con cá này ký mấy anh? Một con cá 1,4 kg. Dạ con. Dạ con nóng á, nóng rồi nha. Ra cho mẹ quay cái con cá nè, con làm gì? Con không có phá nha. Con đi ra đi, con phá là bị đòn, không có lấy. Không có chơi kéo. Đi vô cha đi. Lẹ đi. Đi vô cha lẹ, rồi chút cha cho ăn nha, cho con cá nha. Cá nướng mắm gừng quá trời ngon. Ôi con có đụng mặt gió nha. Ui ôi nó vàng ươm ngon ơi là ngon. Học tay vô quạt gió nha. Cơm sú nướng luôn. Vô quạt gió nha. Trời, điện thoại của anh nó đâu có sáng rồi của em không? Em sáng trưng rồi, của anh tới hù. Anh quay gì tới hù với anh nè. Nè. Thấy không? Thấy của em nó sáng không nè. Thấy không? Nó ngon nè. Ôi nó ngon quá trời ngon. Quay em gửi rồi.